Video này đúng như lời hứa mà mình vừa nói với các cô tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines rằng anh sẽ bóc phốt các em. Rồi, và chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là mình sẽ giúp cho các bạn cái cách thức để tạo ra dấu ấn cá nhân trên hành trình xây kênh thương hiệu cá nhân. Mình vừa kết thúc cái chương trình đào tạo cho hệ thống Hương Thảo Group ở trong quận 1 Sài Gòn và vừa ở trên chuyến bay đáp về sân bay Nội Bài đây. Đó, và ở chính hành trình chuyến bay đó mọi thứ đều rất ok, perfect đó, cho đến khi đó cái màn hình mà mình cái chỗ ghế mà mình ngồi đó, đi xem mọi lần rồi, bay mọi lần rồi thì nó chả làm sao cả, nhưng không hiểu sao cái ghế mình ngồi ấy, cái màn hình ấy hôm nay thì lại không xem được. Cứ bấm vào một cái phim gì đấy thì nó lag, rồi bấm mãi thì nó lại chạy được 1-2 giây rồi nó đơ, nó không play được và làm đi làm lại cũng không được đó. Và lúc đấy thì có các em ấy đang các em tiếp viên thì đang đi phục vụ nước đó, thì mình có nói nhẹ đơn giản đấy thôi: em ơi, cái màn hình của anh ấy nó không vào được em ạ. Và mình chỉ nói với một cái tâm thế là ý là em xem cho anh, nếu không được thì ý là thôi đấy, kiểu kiểu thế, bởi vì nó có quan trọng đâu đúng không, không xem phim được thì thôi đó, thì mình lướt điện thoại hoặc là mình đọc sách thì nó cũng là trong cái kế hoạch của mình rồi. Nhưng mình nói ý cái là ý là em xem cái màn hình này đi đó, và không có cái gì nó mang cái tính chất đó là kiểu quá là khắt khe cả. Và cô ở vâng, em đang đi tiếp nước, anh đợi em một chút. Và cô ấy nói một cái giọng rất là nhỏ nhẹ và mình cảm tưởng ấy rằng rồi chắc là cô ấy cũng bận, em này chắc cũng bận thôi, chắc cũng quên đi ấy. Thế nhưng mà khoảng đến 10 phút sau thì một cô khác đó, chắc là cái em này em mới báo cho cái bạn đấy thôi, thì bạn ấy quay lại, bạn ấy xử lý cho mình đó, rồi cũng bấm các kiểu reset các kiểu đó, rồi bấm đi bấm lại bảo là em đã reset ở trên máy tổng rồi đó, anh đợi em tí đó. Rồi cô ấy cũng làm 2 lần 3 lần đó, cô ấy cũng rất là gọi là quan tâm chú ý đến cái màn hình của mình đó, rồi lại tiếp tục cô ấy rời đi. Rồi cái cô mà lúc nãy mình báo ấy, cô lại quay lại, cô bảo anh ơi vẫn chưa được phải không anh đó, để em xem thế nào đó. Rồi cô lại bấm lại reset, lại tắt bật, lại lên máy tổng reset lại một lần nữa, rồi cũng xin lỗi mình mà anh ơi thông cảm cho em nhé, em đã kiểm tra trước khi vào đầu giờ bay rồi nhưng mà nó vẫn xảy ra cái trường hợp như thế này đó, mong anh thông cảm. Nói chung là rất là ok đó, mình tưởng xong rồi, nhưng lại một lúc sau nữa thì một chị đó, mặc áo màu vàng vàng, chắc là nữ tiếp viên trưởng, chị ấy quay sang chị ấy bảo là anh ơi em cũng vừa tiếp nhận được thông tin của anh, em cũng vừa ấy cũng làm các động tác ví dụ nọ kia rồi mình chẳng nhớ đâu, vì lúc đấy mình đang tập trung đọc sách. Cô bảo là em đã reset nọ kia rồi, em rất là mong anh thông cảm đó. Và lúc này mình mới chợt nhận ra wow, thật sự là lúc đấy là wow đó. Mình nghĩ rằng tại sao những cái nó nho nhỏ như vậy, một cái màn hình đó, xem thì không được thì thôi, và mình cũng thể hiện một cái thái độ rất là bình thường chứ không có gì là to tát cả, nhưng được phục vụ và được chăm sóc một cách rất là perfect đó, và nó giống như một cái chuyện bé xíu xìu xiu ấy, nó được làm lớn lên ấy, được làm nó rất là chỉn chu mọi thứ luôn. Cô ấy cũng sang, cô ấy ngồi, cô ấy nói, và thậm chí ngồi quỳ xuống bên dưới này, quỳ hay là ngồi kiểu ngồi xổm xuống kiểu thế chứ không phải là quỳ quỳ mang tiếng đó, nói một cái giọng rất là nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, kiểu giống như mình cảm nhận thấy được là cái lời xin lỗi ấy, nó như ở trong sâu thẳm, giống như là mình là cô ấy làm một cái gì đấy hay cả đoàn làm cái gì đấy nó to với mình lắm, nó khủng khiếp lắm ấy đó, và cô ấy xin lỗi với một cái cảm nhận mà mình thấy rằng là tại sao nó có đáng đâu mà phải như thế, nhưng mình cảm nhận thấy rõ ràng một cái tấm lòng cũng như là cái lời xin lỗi từ trong đáy lòng của các cô ấy, và đặc biệt là của cái chị tiếp viên trưởng đó. Và đến giờ phút này là mình phải nói mình bảo thôi không sao đó, chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì đâu mà đó, mình đọc sách thôi, không vấn đề gì cả, bạn có thể xử lý sau đó. Rồi ok, và chị cũng vui vẻ chị đi đó. Và đến lúc ra về rồi, đến cái đoạn mà cửa để bước xuống cầu thang đấy đó,
thì chị lại một lần nữa em rất xin lỗi anh rồi, em rất tiếc nọ kia rồi, rất mong anh thông cảm rồi, nói chung là rất chuyên nghiệp và lại một lần nữa xin lỗi. Lúc này mình mới cười phá lên, mình bảo là rồi tôi sẽ bóc phốt các bạn đó. Rồi bạn ấy cũng cười lên và bạn ấy biết là mình đùa đấy. Thì qua câu chuyện này các anh chị em ạ, giữa một cái chuyện bé xíu nhưng mà làm nó ra ngô ra khoai, đó là một cách rất chỉn chu, là một cách rất tận tâm và có tâm xử lý một cách rất là tuyệt vời, thì đó là một cách mà các bạn tiếp viên ở Vietnam Airlines đã làm cho tôi cảm thấy được một cái sự hài lòng tuyệt đối luôn đến từ các bạn ấy. Và đó, các bạn ấy không cần phải nói rằng là chúng em rất tận tâm, không cần phải một cái slogan gì đấy chúng em vì khách hàng gì cả, chỉ là những hành động, những cái cách thức mà các bạn ấy thể hiện mà tôi cảm nhận thấy được cái điều đấy. Thì qua cái câu chuyện, qua cái bài học này với các anh chị em xây kênh này, các bạn không cần phải tuyên bố thành slogan mình là ai, mình tuyệt vời, mình mạnh mẽ, mình tận tâm gì cả. Các bạn cứ thể hiện bằng những cái hành động đơn giản như vậy. Ví dụ muốn thể hiện cái sự tận tâm, tận tình như thế thì bạn là một kênh, ví dụ như là xây kênh về làm yến chẳng hạn. Đó, thì cái cách mà bạn chỉ hướng dẫn một cách tận tình, tỉ mỉ, chi tiết về cách nhặt lông yến thì đấy là người ta cũng cảm nhận được của các bạn cái sự tận tình, chi tiết. Hoặc bạn xây kênh về chủ đề dạy về phun xăm chẳng hạn, thì cái cách khắc phục cái chỗ xanh, chỗ đỏ ở trên lông mày như thế nào, bạn chỉ tỉ mỉ, chi tiết đó, nhắc đi nhắc lại, rồi đấy là những cái cách thức để bạn có thể cho người ta thấy cái cảm nhận của bạn trong cái chủ đề về chia sẻ, chủ đề về channel, người ta cảm nhận được cái sự chi tiết, sự cặn kẽ của bạn. Và điều đó cần phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó giống như là cái cách Vietnam Airlines họ đào tạo cái đội ngũ tiếp viên hàng không tuyệt vời như vậy ấy, thì phải là lặp đi lặp lại và nó ngấm vào máu các bạn, và nó phải là từ cái tính cách chân thật của các bạn. Đó, thì qua cái bài học này hy vọng rằng các bạn hiểu được cái tầm quan trọng là đưa cái cá tính của mình vào để chúng ta xây dựng cái nhân hiệu, để tạo ra cái sự ấn tượng, cái sự thiện cảm đến khán giả mục tiêu của các bạn nhá. Rồi ok, ở cái phần cuối lúc mà đi ra ngoài cửa ấy các anh chị em ạ, mình nói cái đoạn mà là anh sẽ bóc phốt các em đó, mình nói mình cười các em tiếp viên nó cũng cười, thì mình biết là họ biết là đùa mà. À, nhưng mà mấy ông mấy bà đằng sau đi sau cứ quay lại ngáo ngáo thế này, quay lại nhìn này, kiểu như là hóng ấy, không biết là phốt gì đây kiểu thế, buồn cười quá. Không biết là mấy ông mấy bà ấy có về trong đầu về có đồn cho nhau rằng là hôm nay Việt Nam Airlines bị off phốt chứ gì không.